Đây là hai người sống sót sau một vụ tai nạn máy bay. Họ phát hiện ra một căn hầm thép bí ẩn trên hoang đảo. Trên căn hầm thép có một cánh cửa sắt, nhưng không có lỗ khóa và tay nắm cửa. Rõ ràng các nhà thiết kế không muốn có ai bước vào trong đó. Nhưng đây là một hòn đảo hoang vắng. Tại sao lại có một sản phẩm công nghệ cao như vậy ở đây? Để tìm ra những gì có trong hầm, họ đã sử dụng các vật dụng xung quanh đó để làm một cái búa đập đơn giản. Họ muốn dùng cái búa đó để hy vọng có thể phá vỡ cánh cửa hầm sắt. Nhưng chỉ sau một nhát đập xuống, cú va đập mạnh khiến tất cả giá đỡ đều vỡ ra tan tành, nhưng cánh cửa sắt vẫn không hề sứt mẻ gì. John Smith rất tức giận, ông la hét và đạp chân vào cánh cửa thép một hồi. Đúng lúc đó, Stefan chạy lại và nhắc John Smith nhìn xuống. Smith liền phát hiện ra mình đã bị thương, nhưng ông không hề cảm thấy đau. Đêm đó, John Smith cảm thấy hơi khó tin. Ông lấy kim thép châm vào chân, rồi đốt bằng lửa, nhưng ông vẫn không cảm nhận được gì. Ông nghi ngờ đó là do căn hầm đã làm, nên quyết tâm mở cửa ra. Nhưng tại thời điểm này, ông nghe thấy có tiếng gầm rú đột ngột của một chiếc máy bay trên bầu trời. Khi nhìn lên, John Smith thấy một chiếc máy bay đang bị mất kiểm soát. Lúc trước ông nghĩ rằng mình sắp được cứu, không ngờ cuối cùng đó vẫn chỉ là một chiếc máy bay đang rơi xuống. Cả hai đành thất vọng quay về nơi trú ẩn. Nhưng trên đường đi, John Smith nhìn thấy một đồ vật bị mắc trên cây. Ông lấy nó xuống và thấy nó là một cây thánh giá. Stefan nghĩ rằng có thể là thánh giá của một người hành khách cùng đoàn. Nhưng khi John Smith kéo mạnh một sợi dây leo, thì một xác chết đang phân hủy rơi từ trên cây xuống. Miệng xác chết có răng vàng. Trong túi người này có 100.000 đồng tiền Zimbabwe. Xác chết còn mang theo một khẩu súng lục cỡ nòng 42 của Đức. Ngoài ra không có giấy tờ tùy thân nào, nhưng chắc chắn không phải là một người bình thường. Sau đó hai người tiếp tục đi. Cuối cùng họ đã tìm thấy một chiếc máy bay bị mắc trong một cái cây lớn. Nhưng điều kỳ lạ là rõ ràng chiếc máy bay này mới rơi cách đây không lâu mà đã phủ đầy rêu. Vì chân của John Smith bị thương nên ông không thể leo lên cái máy bay này, cho nên Stefan chỉ có thể leo lên đó để kiểm tra một mình. Sau khi vào cái máy bay bị rơi, Stefan tìm thấy một bản đồ trên không. Khi anh đang xem xét trên bản đồ để tìm xem mình đang ở đâu, thì máy bay mất thăng bằng và bắt đầu lắc lư, rồi suýt rơi từ trên cây xuống. Cùng lúc đó, một xác chết thối rữa cũng bị rơi vào người Stefan, làm cho Stefan vô cùng sợ hãi. Sau khi thở phào nhẹ nhõm, Stefan phát hiện có hàng chục tượng Phật trong túi. Sau khi đập vỡ tượng Phật ra thì thấy bên trong có chứa ma túy. Vì tìm kiếm rất lâu mà không tìm thấy được gì có ích để thoát khỏi đảo hoang, Stefan cảm thấy hơi khó chịu, cho đến khi anh phát hiện ra rằng radio của máy bay này vẫn còn hoạt động. Anh còn chưa kịp hạnh phúc với phát hiện mới này, thì máy bay lại bắt đầu rung lắc dữ dội, như sắp rơi xuống. John Smith thúc giục Stefan leo xuống, nhưng lúc này radio đang bật. Stefan không muốn từ bỏ cơ hội này, nên anh đã bỏ qua lời cảnh báo của Smith. Xin chào, tôi là người sống sót sau vụ tai nạn của chuyến bay 815 của Oceanic Airlines. Xin vui lòng trả lời, chuyến bay 815 của Ocean Air không có người sống sót. Giọng nói kia vừa ngừng lại, thì máy bay đã hoàn toàn mất thăng bằng, lao thẳng xuống đất, gây ra một tiếng động lớn. John Smith không quan tâm đến vết thương ở chân của mình, ông lao vào để cứu Stefan. Lúc này thì Stefan đã bị thương nặng, không biết sức lực của John Smith đến từ đâu. Ông lao vào đón Stefan và đưa về trại. Nửa giờ sau, Smith đã đưa được Stefan về đến trại, nhưng khi Jack hỏi tại sao Stefan bị thương, thì John Smith lại nói dối là do vô tình rơi xuống vách núi. Sau đó Jack vội vàng đi lấy đồ sơ cứu, nhưng khi anh quay lại để nhờ John Smith giúp đỡ, thì đã không thấy ông ta đâu. John Smith đã đến bên cửa hầm và ngồi khóc. Hóa ra ông ta vốn là một người tàn tật bị liệt phần dưới cơ thể. Từ khi bị rơi ở đảo hoang này, ông đã đứng được dậy một cách thần kỳ. Ông ấy nghĩ đó là điều kỳ diệu của hòn đảo hoang bí ẩn. Nhưng bây giờ đôi chân của ông lại bắt đầu không còn cảm nhận được. Bất đắc dĩ ông nằm xuống cửa hầm để hỏi cho rõ sự tình, nhưng không nhận được phản hồi. Đột nhiên, căn hầm dưới mặt đất dường như nghe thấy tiếng gọi của ông. Nó bật đèn sáng lên, đảo hoang đã đáp lại lời của Smith. Lúc này ở trại, Stefan cũng đã tỉnh dậy sau cơn mê. Anh nói với Jack về việc họ khám phá ra căn hầm dưới đất, nhưng Jack chưa kịp hỏi gì thêm, thì Stefan lại rơi vào hôn mê. Sau đó Jack phát hiện ra, bắp chân của Stefan đang bị sưng phồng lên rất to, vì John Smith nói đây không phải là vết thương do ngã, cho nên đã khiến Jack cấp cứu sai hướng. Ngày hôm sau thì Stefan đã chết. Thật trùng hợp, bé Anna cũng chào đời cùng ngày. Mọi người trên đảo đều vui buồn lẫn lộn, nhưng lúc này John Smith vẫn không thấy xuất hiện. Cho đến ngày chôn cất Stefan, thì ông ta mới trở về trại với cái đầu chọc bê bết máu. Ông ta nói với mọi người về việc đã giấu cái máy bay, nhưng Jack vẫn nổi cơn thịnh nộ. Cái chết của Stefan đã khiến anh hoàn toàn mất kiểm soát. Anh tiến lên và định giết chết John Smith, nhưng mấy người bạn đồng hành đã vội vàng bước tới ngăn bi kịch xảy ra. Sau khi an ủi Jack, Curly đang giả vờ đi tìm đài để John Smith đưa anh đi tìm máy bay, thực ra là để tìm cơ hội thẩm vấn tên Smith này. Nhưng vì điều này anh đã biết được một bí mật gây sốc. Thì ra lúc Stefan đang nói chuyện qua bộ đàm trong xác máy bay, chính John Smith đã đánh gục anh ta và phá hủy thiết bị. Nghe thế Curly không chịu đựng được nữa, anh chĩa súng thẳng vào cái đầu hói của Smith. John Smith nhanh chóng giải thích, tôi lo lắng rằng máy bộ đàm sẽ tiết lộ vị trí của trại, sẽ bị thổ dân tấn công. Đó là lý do tại sao tôi đã làm như thế để ngăn Stefan. Nghe giải thích thì Curly lại thấy tin, nhưng khi anh hỏi Smith về cái hầm sắt, thì John Smith thấy không thể giấu giếm được nữa. Không có lựa chọn, John Smith chỉ có thể đưa Jack và Curly đến chỗ cái hầm sắt trên mặt đất. Nhưng ông ta giấu vụ hầm đã bật sáng đèn. Jack muốn mở cửa hầm sắt, nhưng Curly kiên quyết phản đối, vì khi mở cửa hầm sắt, có thể có nguy hiểm khó lường bên trong. Chính vì thế, cửa hầm vẫn tiếp tục được đóng kín. Nhưng cũng có một tin tốt, bè cứu sinh của cha con Eric đã hoàn tất. Nhưng ngay khi bọn họ chuẩn bị đẩy bè ra biển, thì Eric đột nhiên phát hiện ra một cái gì đó. Khi mọi người nhìn kỹ lại, thì thấy một làn khói đen bốc lên từ trung tâm hòn đảo.
Đồng thời, một phụ nữ Pháp cũng bất ngờ xuất hiện tại bờ biển với họ. Lisa nói với mọi người, khói đen báo hiệu một cuộc tấn công của thổ dân. Mỗi lần cuộc tấn công xảy ra, mọi người chỉ có trốn hoặc chết. Lời nói của Lisa vừa dứt thì Jack và những người khác vội vàng thảo luận các biện pháp đối phó. Nhưng bọn họ có tận 46 người, nên không có nơi nào để tất cả bọn họ có thể trốn được. Và số lượng các thổ dân bao nhiêu là không rõ, nên tỷ lệ chiến đấu hấp tấp gần như bằng không. Không có sự lựa chọn nào khác, Jack đưa Lisa đến căn hầm sắt bí ẩn, hy vọng họ có cách để mở cửa hầm sắt. Đây có thể là một nơi trú ẩn an toàn cho tất cả mọi người. Tuy nhiên, Lisa chưa bao giờ thấy cái hầm nào như thế này. Nhưng cô ấy biết chất nổ để ở đâu, vì thời gian sắp hết, mọi người đã sẵn sàng để rời đi. Khi bọn họ đang bắt đầu rời bãi biển, thì có một người đàn ông tên là Michael chạy tới tìm Jack. Ông ta nói rằng ông ta là một giáo viên hóa học, nên ông ta có thể giúp xử lý chất nổ. Jack sẵn sàng đồng ý, rồi một nhóm 6 người lên đường đi lấy thuốc nổ. Khi bọn họ đi sâu vào trong rừng, Lisa bất ngờ dừng cả đội lại, cô ta nói phía trước sẽ vào vùng nguy hiểm. Người đồng hành cùng Lisa mới bị giết gần đây, nên bọn họ phải đi qua thật nhanh. Không ngờ sau khi nghe xong, Michael lại quay đầu trở lại. Jack vội vàng dừng anh ta lại, rồi hỏi anh ta cách làm gì với chất nổ. Nhưng Michael đã sợ hết hồn, nên anh ta nói một câu xanh rờn là mình không biết rồi rời đi. Jack giận ứa gan, nhưng bất lực, nên tiếp tục đi. Các chuyện xấu bao giờ cũng xảy ra cùng lúc. Trời bỗng đổ mưa to, đường núi vốn đã khó đi nay lại càng trơn trượt. Tại thời điểm này, mọi người dường như nghe thấy điều gì đó. Emily cẩn thận nhìn về phía trước. Hóa ra Michael đã quay trở lại cùng bọn họ, nhưng mọi người còn chưa kịp vui mừng, thì quái vật bất ngờ xuất hiện. Mọi người liền bỏ chạy, nhưng John Smith lại điềm tĩnh lạ thường. Thay vì chạy, ông ta liền giữ James đứng yên tại chỗ. Mặt khác, Lisa và những người khác trốn trong một bụi cây. Tiếng kêu lạ cũng ngừng, chỉ có tiếng bước chân buồn tẻ. Một vài giây sau, bước chân xa dần, không khí yên tĩnh trở lại. Mọi người cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm, gặp lại mọi người rồi. Michael không dám hành động một mình nữa, cho nên anh lại cùng cả đội đi tìm thuốc nổ. Nhóm người đi rất lâu trong rừng, cuối cùng họ cũng đến nơi cất giữ chất nổ. Đó là một con tàu cướp biển đổ nát. Mọi người sững sờ khi nhìn thấy con tàu, vì nó cách bờ biển 4 km. Làm thế nào mà con tàu có thể mắc cạn được ở đây? Nhưng Lisa cũng không biết. Sau khi dẫn đường, cô quay lại và rời khỏi nơi đó. Sau đó, John Smith bước vào cabin đầu tiên, có nhiều bộ xương bị xiềng xích bên trong, trông giống như một con tàu nô lệ thời Trung Cổ. Jack mở một trong những cánh cửa ra, và anh tìm thấy hộp thuốc nổ trong đó. Khi họ khiêng thùng thuốc nổ ra khỏi con tàu, Michael vội vàng bảo họ dừng lại, rồi mắng họ vì sự ngu ngốc của họ, bởi vì thùng thuốc nổ có chứa nitroglycerin, một sự va chạm nhẹ cũng sẽ làm cho nó phát nổ ngay. Và sau đó Michael tự tay cẩn thận mở thùng thuốc nổ. Anh cẩn thận nhấc các đầu của thuốc nổ lên trước, sau đó làm ướt áo trong nước, rồi lấy áo ướt bọc thuốc nổ cẩn thận, giữ thuốc nổ trong một môi trường ẩm ướt, sẽ giảm thiểu phát sinh tĩnh điện. Cái này gọi là chuyên nghiệp, phải thực sự chuyên nghiệp. Nhưng ngay khi Michael đang nói thì thuốc nổ trên tay anh phát nổ. Sau một thời gian nghỉ ngắn, Jack và John Smith tiếp tục cố gắng. Với bài học kinh nghiệm từ Michael, họ trở nên thận trọng hơn. Bất ngờ giây tiếp theo. Hóa ra đó là trò đùa của Smith, chứ không phải họ lại đang gặp nguy hiểm. Sau khi nhét hết thuốc nổ vào ba lô, bốn người họ bắt đầu đi về phía căn hầm sắt bí ẩn đó. Trên đường về, Jack bất ngờ nhìn thấy có một làn khói đen bay qua ngọn cỏ. Anh cho rằng đó là ảo giác của mình nên nhanh chóng nói với Kelly. Nhưng chính Kelly cũng đã nhìn thấy. Nhóm người nhanh chóng nhận ra rằng có điều gì đó không ổn, nên vội vã rời đi. Không ngờ lại bị yêu quái phát hiện. Trong tích tắc, những cái cây xung quanh đều bị bật gốc. Cả ba sợ hãi bỏ chạy. Nhưng John Smith chẳng những không bỏ chạy, mà ông ta còn đi về phía con quái vật với khuôn mặt phấn khích. Jack không nhìn thấy John Smith đâu, liền quay lại tìm. Nhưng quá trễ rồi, con quái vật lao ra khỏi mặt đất ngay lập tức và bắt John Smith đi. Jack vội vã đuổi theo. Cuối cùng anh cũng túm được tay của John Smith trước khi ông ta bị kéo xuống hang. Nhưng con quái vật quá mạnh, Jack hầu như không thể kéo được John H.H. Smith lên. Không những thế mà ông ta ngày càng bị kéo xuống. Trong tuyệt vọng, Jack nhờ Kelly mang thuốc nổ tới, cho thuốc nổ xuống hố. Sau một âm thanh bị bóp nghẹt, quái vật biến thành một làn xương đen. Sau đó làn xương đen nhanh chóng bay đi. Nhưng kỳ lạ, sau khi được cứu, John Smith không những không cảm ơn Jack, mà ông ta còn lầm lì lườm Jack. Ông ta có vẻ không vui khi Jack làm tổn thương con quái vật. Trên bờ biển, nhóm người còn lại cũng thành công đưa được bè cứu sinh xuống nước. Đi trên bè là cha con Eric, Robert và Junhu. Họ chịu trách nhiệm ra khơi để tìm kiếm giúp đỡ. Đến khuya, Robert tìm thấy tín hiệu của một con tàu gần đó trên sóng radio. Họ không kịp suy nghĩ gì, ngay lập tức họ bắn pháo sáng về phía đó. Quả nhiên, vài phút sau, một con tàu lạ bắt đầu tiếp cận họ. Mọi người trên bè đều mừng rỡ, nghĩ rằng thời gian khó khăn của họ cuối cùng đã kết thúc. Không ngờ, sau khi nghe rõ tình hình của nhóm người trên bè, những người trên tàu lạ chỉ yêu cầu họ giao Eric ra. Cha của Eric nghĩ rằng mình đã nghe nhầm, nhưng những người lạ vẫn nhắc lại là họ muốn đem Eric đi. Không khí bỗng trở nên căng thẳng. Robert nhận ra có gì đó không ổn. Anh từ từ chạm tay vào khẩu súng lục ở thắt lưng. Ngay lúc đó tất cả đèn phụt tắt. Robert vội vàng nổ súng, nhưng vẫn chậm một giây, nên bị đối thủ bắn rơi xuống biển. Junhu vội nhảy xuống biển để cứu Robert. Những người lạ liền chớp thời cơ, họ súng lại và ném cha của Eric xuống biển, đồng thời bắt cóc Eric mang đi. Trước khi đi còn không quên ném bom phá hủy bè cứu sinh. Cha của Eric chỉ biết bất lực nhìn con trai bị bắt đi. Anh gào thét trong tuyệt vọng. Ở trong rừng, Jack hỏi tại sao John Smith lại nhìn anh như vậy. Ông đang cố gắng bảo vệ quái vật à? John Smith đã không cần giấu giếm gì nữa. Ông nói hết những gì mà mình đang suy nghĩ ra. Ông ấy không nghĩ rằng vụ tai nạn là một sự trùng hợp ngẫu nhiên, mà định mệnh đã đưa bọn họ đến nơi này. Nếu không, làm sao chiếc máy bay có thể tồn tại nếu nó tan rã?
Stefan thì bị máy bay đè chết, không phải ngẫu nhiên mà khói đen bốc lên từ đảo, thay vào đó vì sự xuất hiện của hai sự cố này mà chúng ta mới tìm ra cách để có thể mở cửa hầm sắt bí ẩn. Nhưng Jack là một người thực tế, anh không tin vào số phận, nhưng anh cũng bất lực không biết giải thích mọi chuyện thế nào. Sau đó bốn người đi đến căn hầm sắt bí ẩn, đặt bom, kết nối dây dẫn nổ, nhưng khi mọi thứ đã sẵn sàng thì bất ngờ chiếc đèn pin của Elias rơi xuống. Khi anh cúi đầu để nhặt đèn pin lên thì tình cờ thấy trên nắp hầm có một dãy số, nó giống hệt như chiếc hộp ma quỷ mà bạn tôi đã nói. Elias nhận ra có gì đó không ổn, anh vội lao về phía trước để ngăn chặn vụ nổ, nhưng John Smith không quan tâm đến điều đó. Ông ta vẫn điềm nhiên đốt cháy dây dẫn. Elias mất trí muốn dập tắt ngòi nổ, nhưng bom vẫn nổ. May mà Jack kịp thời kéo Elias đi. Giây tiếp theo, cửa hầm phát nổ dữ dội, đột nhiên ngọn lửa bùng lên trên bầu trời. Khi khói tan, họ thấy cửa hầm đã bị phá hủy hoàn toàn. Jack và Smith cẩn thận mở cửa hầm, nhưng họ đã nhìn thấy một cảnh tượng khiến họ chết lặng. Đó chỉ là một cái thang dẫn xuống một đường hầm không đáy. Đây chính là bí mật đảo hoang.